Vận mệnh của 12 con giáp năm Tân Sửu, 2021. 1. Vận mệnh tuổi Tý, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Tý là biểu tượng cho con chuột. Người tuổi Tý rất nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh. Những người tuổi Tý là người sống rất lạc quan dù có đang ở trong một môi trường đầy khó khăn. Hơn nữa bề ngoài họ là người kín đáo nhưng không phải vậy. Những người tuổi Tý luôn kiểm soát được tâm trạng của mình nên được rất nhiều người yêu quý. Tuổi Tý thoát khỏi năm Phạm Thái Tuế, người tuổi Tý bước vào năm Tân Sửu với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Công danh trong năm 2021, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, bản mệnh được chính ấn và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, trong năm tuổi Tý được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, con đường thăng tiến. Tài lộc, bản thân mệnh cách tuổi Tý đã có số vượng tài, lại thêm Tý thủy chiêu tài tốt, nên trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Năm 2021 có ngũ hành nạp âm thuộc thổ, bản mệnh lâm cục diện lục hợp thái tuế, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Tình duyên, bước sang năm Tân Sửu Tuế Can Tân Kim chính là thiên ấn tinh của tuổi Tý, chủ về có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối xe duyên. Lại thêm lục hợp thái tuế hỗ trợ nên chuyện tình cảm của tuổi Tý thuận lợi hơn so với tử vi 2020 về phương diện này. Theo đó, bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm. Sức khỏe, dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp thái tuế, phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong năm 2021 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm trong năm có bệnh phù hung tinh tác động khiến sức khỏe suy giảm, tuổi Tý dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Dự đoán tử vi tuổi Tý 2021 cho thấy năm nay sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Tý. Bạn sẽ có thể nắm bắt được tuổi Sửu. Nửa cuối năm sẽ rất tốt cho người tuổi Tý vì những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu hiện hiện trong cuộc sống của họ. Các ngôi sao được sắp xếp có lợi cho bạn trong năm nay, do đó, không có gì khiến bạn phải lo lắng về tình trạng của mình trong cuộc sống. Những dự đoán của tử vi năm 2021 đang cho bạn biết rằng hãy sẵn sàng cho những thay đổi tích cực sắp diễn ra trong cuộc sống của bạn. Sao đào hoa đang chiếu sáng cho bạn trong năm nay. Bạn sẽ tạo ra những mối quan hệ công việc tuyệt vời với đồng nghiệp của mình ở nơi làm việc. Bạn cũng sẽ gần gũi hơn với gia đình và bạn bè của mình. Những dự đoán của chiêm tinh học năm 2021 tiết lộ rằng bạn cần sử dụng ngôi sao Peach Blossom để tạo lợi thế cho mình trong việc tạo dựng các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp lâu dài. Năm 2021 tiết lộ rằng những tháng âm lịch tốt nhất của bạn trong năm là tháng 7, tháng 12 và tháng 3. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những tháng 6, 5 và 2 âm lịch vì chúng có thể gây rắc rối trong cuộc sống của bạn. 2. Vận mệnh tuổi Sửu, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Sửu là biểu tượng cho con trâu, trong lục thập hoa giáp tuổi Sửu gồm các tuổi Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Tân Sửu 1961, Kỷ Sửu 1949, Quý Sửu 1973. Người tuổi Sửu là người thật thà, biết chịu đựng, sống có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ. Nên trong công việc luôn được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Tuy nhiên họ lại là người hay cố chấp và không khéo trong giao tiếp. Người cầm tinh con trâu có những phẩm chất như điềm đạm, kiên nhẫn, có ý chí cao và đáng tin cậy. Họ là những người đạt được thành công nhờ vào sự cần cù và chăm chỉ. Là người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, họ là người thường tự hào về bản thân mình và ít khi chịu thỏa hiệp. Người sinh tuổi này nên tập tính hài hước để cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Tuổi Sửu tượng trưng cho sự siêng năng và lòng kiên nhẫn.
năm Sửu thường có tiến triển vững vàng và một sức mạnh bền bỉ. Những người tuổi Sửu thường có tính cách thích hợp để trở thành một nhà khoa học. Con trâu biểu tượng cho mùa xuân và nông nghiệp vì nó gắn liền với cái cày và thích đầm mình trong bùn. Chính vì vậy, những người mang tuổi Sửu thường khá điềm tĩnh và rất kiên định nhưng lại rất bướng bỉnh. Vận khí của tuổi Sửu năm 2021 chi tiết về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Tài chính, có thể nói tài chính người tuổi Sửu trong năm 2021 Tân Sửu không thuận lợi về tiền bạc. Trong năm nay, tuổi Sửu tuy kiếm được tiền nhưng lại tiêu pha nhiều trong cuộc sống. Công việc, trong năm nay, tuổi Sửu nếu biết khiêm nhường thì công danh sẽ rất thuận lợi. Còn nếu so đo tính toán thì tuổi Sửu sẽ không gặt hái được thuận lợi trong công việc của mình. Tình cảm, chuyện tình duyên của tuổi Sửu trong năm 2021 không ổn định, có thể gặp nhiều biến cố không may xảy đến. Tuy nhiên, nếu cố gắng bạn sẽ vẫn có khả năng giữ được tình cảm của mình một cách tốt nhất qua năm 2021 này. Sức khỏe tuổi Sửu năm 2021 ngày một suy giảm, đặc biệt là những bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Chính vì vậy, tuổi Sửu cần cẩn thận trọng sức khỏe của bản thân và nên đi khám định kỳ để phát hiện bệnh lý và điều trị một cách tốt nhất. 3. Vận mệnh tuổi Dần, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, trong lục thập hoa giáp tuổi Dần gồm các tuổi Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần năm 1998 đến năm 1938, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Người tuổi Dần thường là người dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường. Là người ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và luôn không hài lòng với quyền lực của người khác. Tuổi Dần là người thích mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro, có óc sáng kiến và có nhiều nghị lực. Là người năng động, họ thích trở thành trung tâm của sự chú ý, trong cộng đồng và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người tuổi Dần thường rất dễ nổi giận, thiếu lập trường nhưng họ có thể rất mềm mỏng và xoay chuyển cá tính cho thích nghi với hoàn cảnh. Hổ là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gợi lên những hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ Dần bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ khi cọp trở về hang sau khi đi rình mò trong đêm. Tử vi 2021 tuổi Dần về các phương diện cụ thể. Công việc, trong năm 2021 Tân Sửu tuổi Dần cần quyết đoán hơn trong công việc của mình thì mới có thể thành công được. Ngoài ra tuổi Dần cũng cần cẩn thận với lời nói và quan hệ xã hội của mình. Có như vậy, những người tuổi Dần mới đón được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tình cảm, năm 2021 tình cảm của tuổi Dần tiến triển tốt. Tuy nhiên khi quyết định một điều gì đó, bạn cần giữ sự bình tĩnh và tránh cãi vã và xung đột nhỏ nhặt không đáng có. Ngoài ra, bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn để tình cảm trở nên gắn kết hơn. Sức khỏe năm 2021 của tuổi Dần không cải thiện được quá nhiều, đặc biệt là các bệnh liên quan đến thần kinh, mất ngủ. Chính vì vậy mà những người tuổi Dần cần thư giãn nhiều hơn, tránh những công việc nặng nhọc và suy nghĩ thoải mái và tích cực hơn. 4. Vận mệnh tuổi Mão, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, trong lục thập hoa giáp tuổi Mão gồm các tuổi Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Tân Mão 1951, Kỷ Mão năm 1999 đến năm 1939, Quý Mão 1963. Người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm và cảm giác. Tuổi Mão tượng trưng cho những người ăn nói nhẹ nhàng, nhiều tài năng, nhiều tham vọng và sẽ thành công trên con đường học vấn. Họ rất xung khắc với người tuổi Tý. Người tuổi Mão có tinh thần mềm dẻo, tính kiên nhẫn và biết chờ thời cơ trước khi hành động. Những người tuổi Mão là người có ý chí mạnh, giàu cảm xúc, chu đáo, tự tin và khiêm tốn. Họ là thường có nhiều bạn bè và thích có một cuộc sống dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên, họ cũng là người có thể đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ và hợp lý. Tử vi 2021 tuổi Mão về các phương diện cụ thể. Công việc, những người tuổi Mão trong năm 2021 cần cẩn trọng cãi cọ, cạnh tranh, ghen ghét, nhẫn nại hơn. Chỉ có như vậy mới giúp được những người tuổi Mão có cuộc sống và công việc thuận lợi như mong muốn. Tình cảm, năm 2021 tình cảm tuổi Mão tiền triển tốt. Có thể nói, tuổi Mão là những người chỉnh chu, lịch sự và vô cùng tinh tế, chính vì vậy mà tuổi Mão được nhiều người yêu quý.
Sức khỏe, người tuổi Mão trong năm 2021 có sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, tuy nhiên họ là người khá lười vận động. Chính vì thế mà những người tuổi Mão cần thay đổi thói quen để tránh mắc những căn bệnh về xương khớp. 5. Vận mệnh tuổi Thìn, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Thìn là biểu tượng cho con rồng, trong lục thập hoa giáp tuổi Thìn gồm các tuổi Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn năm 2000 đến năm 1940, Nhâm Thìn 1952. Người tuổi Thìn là người thông minh, khoan dung độ lượng, tràn trề sinh lực và sức khỏe luôn dồi dào. Họ là người rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không xảo quyệt. Người tuổi Thìn luôn có duyên với sự thành công. Tuổi Thìn rồng là biểu tượng của nước và là dấu hiệu thuận lợi cho nông nghiệp. Người tuổi Thìn rất trung thực, năng nổ nhưng rất nóng tính và bướng bỉnh. Họ là biểu tượng của quyền lực, sự giàu có, thịnh vượng và của hoàng tộc. Họ là những người vui tính, dễ hòa đồng, mạnh mẽ, năng động và có nhiều nghị lực. Họ là người được nhiều người ái mộ, nhưng cũng là người mong muốn người khác cùng phải đạt được những mục đích giống như mình trong cuộc sống. Tử vi 2021 tuổi Thìn về các phương diện cụ thể. Công việc, có thể nói, năm 2021 Tân Sửu là năm công việc của tuổi Thìn cần cẩn trọng hơn kẻo không đạt được kết quả tốt. Tài chính, về lĩnh vực tiền bạc, tình duyên đối với người tuổi Thìn trong năm 2021 Tân Sửu nói chung sẽ thuận lợi hơn năm cũ 2020. Tình cảm tuổi Thìn năm 2021 có sự gắn kết. Có thể nói, trong tình yêu đôi lứa, họ là người luôn biết giữ lửa, biết cách lắng nghe và chia sẻ với người yêu. Sức khỏe, năm 2021, sức khỏe tuổi Thìn có sự sa sút không đáng kể, vì vậy tuổi Thìn cần quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn nữa. Sáu, vận mệnh tuổi Tỵ, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Tỵ là biểu tượng cho con rắn, trong lục thập hoa giáp tuổi Tỵ gồm các tuổi Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ năm 2001 đến năm 1941, Kỷ Tỵ 1989, Quý Tỵ 1953. Người tuổi Tỵ là người thông minh, sắc sảo, luôn ngẫm nghĩ trong giao tiếp. Tuy nhiên họ khá giống người tuổi Thìn ở về việc hay có duyên với sự thành công và may mắn về tài chính. Tuổi Tỵ, rắn, rất thông thái. Họ thích hợp với vùng đất ẩm ướt, rắn tượng trưng cho sự tiến hóa vĩnh cửu của tuổi tác và sự kế vị, sự phân hủy và sự nối tiếp các thế hệ của nhân loại. Người tuổi rắn rất điềm tĩnh, hiền lành, sâu sắc và cảm thông nhưng thỉnh thoảng cũng hay nổi giận. Họ rất kiên quyết và cố chấp. Những người tuổi Tỵ thường được xem là người tao nhã, thông thái, sắc sảo nhưng hơi mê tín. Họ có thể có những năng khiếu bẩm sinh và những khả năng siêu việt. Họ cũng là người hiếm khi nhận được lời khuyên từ người khác, có lẽ là do khả năng giao tiếp của họ không được tốt lắm. Tử vi 2021 tuổi Tỵ về các phương diện cụ thể. Công việc của những người tuổi Tỵ trong năm Tân Sửu 2021 nói chung khá gian khó và vất vả. Trong năm nay, những người tuổi Tỵ cần cố gắng nhiều hơn để gặt hái được thành công. Tình cảm, năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Tỵ không có sự khởi sắc quá nhiều. Chính vì vậy, bạn cần thận trọng hơn trong tình yêu, tránh những xung đột không đáng có. Sức khỏe, trong năm 2021 này, sức khỏe tuổi Tỵ cũng không được tốt. Có thể nói, tùy vào mỗi người tuổi Tỵ khác nhau ngày một tháng một giờ sinh bệnh nặng nhẹ khác nhau. 7. Vận mệnh tuổi Ngọ, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, trong lục thập hoa giáp tuổi Ngọ gồm các tuổi Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ năm 2002 đến năm 1942. Người tuổi Ngọ là người luôn sống và tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài, nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Ngọ là những người làm việc chăm chỉ và có tinh thần độc lập trong cuộc sống. Họ cũng là người vui vẻ và thân thiện, tuy có lúc hơi bướng bỉnh. Trong đời sống tình cảm, họ có thể yêu rất dễ dàng nhưng cũng chia tay nhanh chóng. Tuổi Ngọ thường được cho là có tính thanh sạch, cao quý và thông thái. Người tuổi này thường được quý trọng do thông minh, mạnh mẽ và đầy thân ái tình người. Công việc, có thể nói, trong năm 2021 mọi việc của người tuổi Ngọ diễn ra bình thường, nhưng cũng cần đề phòng những chuyện thị phi thư kiện.
Ngoài ra tuổi Ngọ cũng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Những thị phi có thể dẫn tới những mâu thuẫn, ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Tình cảm, có thể nói chuyện tình cảm của tuổi Ngọ trong năm 2021 không gặp quá nhiều sóng gió. Tuổi Ngọ là người có bản tính không quá cố chấp nên luôn có thể bỏ qua được những lỗi lầm của đối phương. Sức khỏe, mặc dù có thể lực khá tốt, tuy nhiên năm 2021 lại là năm mà những người tuổi Ngọ thường mắc phải các bệnh về xương khớp. Các bạn cần chú ý nhé. 8. Vận mệnh tuổi Mùi, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Mùi là biểu tượng cho con dê, trong lục thập hoa giáp tuổi Tý gồm các tuổi Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Quý Mùi năm 2003 đến năm 1943. Người tuổi Mùi là người rất kiên cường, chăm chỉ. Họ luôn thể hiện mình có năng lượng dồi dào và luôn chịu được áp lực cao trong công việc. Họ sống tình cảm nhẹ nhàng, không thích sóng gió. Người tuổi Mùi rất thích hợp với những công việc mang tính nghệ thuật. Người tuổi Mùi dê thường là những người lịch thiệp, chân thật, tốt bụng, hay làm việc thiện, nhưng lại rụt rè, nhút nhát, nên đôi lúc dễ bị người khác lợi dụng. Họ cũng là người nhạy cảm và thường bị cảm xúc chế ngự trong cuộc sống, một xu hướng có thể dẫn đến tình trạng buồn bã, phiền muộn và sống khép kín. Họ thường rất điềm tĩnh nhưng nhút nhát, rất khiêm tốn nhưng không có lập trường. Họ ăn nói rất vụng về, vì thế họ không thể là người bán hàng giỏi nhưng họ rất cảm thương người hoạn nạn và thường hay giúp đỡ mọi người. Người tuổi Mùi dê thường là những người lịch thiệp, chân thật, tốt bụng, hay làm việc thiện, nhưng lại rụt rè, nhút nhát, nên đôi lúc dễ bị người khác lợi dụng. Tử vi 2021 tuổi Mùi về các phương diện cụ thể. Công việc, năm 2021 tuổi Mùi sẽ có một năm Tân Sửu với tiền bạc, công việc gặp nhiều hanh thông và may mắn. Tình cảm, năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá bình yên. Họ sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên đôi lứa đôi trong năm này. Sức khỏe, về sức khỏe, nói chung trong năm 2021 tuổi Mùi cần lưu ý sức khỏe của mình, bởi trong năm này người tuổi Mùi có vận hạn không tốt về sức khỏe. Ngoài ra, trong năm nay, những người tuổi Mùi cũng phải đề phòng những chuyện thị phi trong cuộc sống. 9. Vận mệnh tuổi Thân, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Thân là biểu tượng cho con khỉ, trong lục thập hoa giáp tuổi Thân gồm các tuổi Giáp Thân năm 2004 đến năm 1944, Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992. Người tuổi Thân là người thông minh, nhanh thẹn, họ là người có ý chí tiến thủ. Cuộc đời của người tuổi Thân thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Họ là người nhanh chóng nắm bắt mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, và khi họ đã bắt tay vào việc gì thì thường đạt đến thành công. Ngoài ra, họ còn là người dễ mến, hòa đồng, linh hoạt và khéo tay. Cuộc sống khá ổn, tiểu vận khá may mắn, nhưng trung và hậu vận thì phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống tốt hơn. Họ là những người rất vui vẻ, khéo tay, tò mò và nhiều sáng kiến, nhưng họ lại nói quá nhiều nên dễ bị người khác xem thường và khinh ghét. Khuyết điểm của họ nằm trong tính khí thất thường và không nhất quán. Tử vi 2021 tuổi Thân về các phương diện cụ thể. Tài lộc, nhìn chung, trong năm 2021 Tân Sửu tài lộc của những người tuổi Thân không tốt nên nếu muốn kinh doanh, buôn bán lớn trong năm 2021 thì tuổi Thân phải có những tính toán kỹ lưỡng cho mình. Công việc, về công việc trong năm 2021 thì tuổi Thân cần tỉnh táo hơn để giải quyết các công việc của mình. Nhìn chung, tốt nhất là bạn nên có kế hoạch cụ thể thì mới mong gặt hái được thành công trong năm nay. Tình cảm, năm 2021, tình cảm của tuổi Thân vẫn bền chặt. Đôi khi có một số xích mích không đáng có nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sức khỏe của tuổi Thân trong năm 2021 khá dẻo dai, tuy vậy, trong năm nay, bạn cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình hơn nữa, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. 10. Vận mệnh tuổi Dậu, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Dậu là biểu tượng cho con gà, trong lục thập hoa giáp tuổi Dậu gồm các tuổi Ất Dậu năm 2005 đến năm 1945, Đinh Dậu 1957, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Người tuổi Dậu rất thông minh, có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong. Rất thu hút cho người khác giới, đặc biệt là nam giới.
Trong cuộc sống họ luôn đặt vấn đề công việc lên hàng đầu và tâm huyết tích cực hơn so với những tuổi khác. Cho nên thường được sếp tin tưởng và giao nhiệm vụ. Người tuổi Dậu thường có khuynh hướng bảo thủ, mặc dù bề ngoài họ luôn thể hiện sự xông xáo, linh hoạt và tự tin. Tuy nhiên, họ thuộc loại người làm việc chăm chỉ và có tính quyết đoán. Những người sinh vào năm Dậu được xem là người có tư duy sâu sắc. Họ thường kiếm sống nhờ kinh doanh nhỏ, làm ăn cần cù giống như những chú gà bới đất tìm sâu. Tử vi 2021 tuổi Dậu về các phương diện cụ thể. Tài chính, trong năm 2021 Tân Sửu, vấn đề tiền bạc của người tuổi Dậu nhìn chung là tốt hơn năm 2020. Tuy nhiên trong năm nay tuổi Dậu cần chi tiêu có kế hoạch để tránh nguy cơ tổn thất. Công việc của tuổi Dậu trong năm 2021 nhìn chung cần đề phòng để tránh những kẻ phá hoại hay cướp bóc ảnh hưởng tới công việc của mình. Tình cảm, năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Dậu sẽ gặp khá nhiều trắc trở, chính vì vậy bạn cần thận trọng nhiều hơn trong các mối quan hệ mới. Sức khỏe tuổi Dậu trong năm 2021 Tân Sửu nói chung dễ bị thương tật. Vận mệnh tuổi Tuất, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Tuất là biểu tượng cho con chó, trong lục thập hoa giáp tuổi Tuất gồm có tuổi Bính Tuất năm 2006 đến năm 1946, Giáp Tuất năm 1994 đến năm 1934, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982. Người tuổi Tuất là người thông minh, chính trực và đặc biệt là trung thành. Tuổi Tuất thường có những phẩm chất nổi bật là đáng tin cậy, thông minh và trung thủy. Họ là người có tinh thần cống hiến, biết lẽ công bằng và không hề sao lãng trách nhiệm. Họ còn là người biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính họ và cũng là người không bao giờ bỏ rơi bạn bè, người thân trong cơn hoạn nạn. Tử vi 2021 tuổi Tuất về các phương diện cụ thể. Công danh sự nghiệp, trong năm 2021 Tân Sửu này, tuổi Tuất về vấn đề tiền bạc nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trong năm nay nếu bạn đầu tư vào bất động sản thì nên cẩn thận. Tình cảm, năm nay, xét về tình cảm tuổi Tuất nhìn chung tương đối tốt. Sức khỏe, trong năm 2021, sức khỏe tuổi Tuất cần đề phòng bệnh tật. Vận mệnh tuổi Hợi, năm Tân Sửu, 2021. Tuổi Hợi là biểu tượng cho con heo, trong lục thập hoa giáp tuổi Hợi gồm các tuổi Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 1947, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959 và tuổi Quý Hợi 1983. Người tuổi Hợi chất phác, ít màu mè, sống trầm lặng. Họ sống luôn điều hòa được các mối quan hệ theo hướng dĩ hòa vi quý nên rất được mọi người yêu mến. Hợi, lợn tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Những người tuổi Hợi thường rất hào hiệp, ga lăng, tốt bụng và dũng cảm nhưng họ lại rất bướng bỉnh, nóng tính. Tuy nhiên người tuổi Hợi lại khá siêng năng và chịu lắng nghe. Tuổi Hợi có những phẩm chất quý giá như mạnh mẽ, can đảm, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Ngoài ra, họ còn là người trung thực, vị tha, khiêm tốn và thân thiện với mọi người xung quanh. Vì thế, họ thường có những mối quan hệ xã hội bền vững. Tử vi 2021 tuổi Hợi về các phương diện cụ thể. Công việc, có thể nói trong năm 2021 này, công việc của tuổi Hợi gặp nhiều căng thẳng. Chính vì vậy để trong năm tuổi Hợi cần cố gắng nhiều hơn nữa sẽ đạt kết quả tốt cho năm 2021. Tài chính, trong năm nay tuổi Hợi cần đề phòng tiền bạc. Nói chung năm nay tuổi Hợi tiền kiếm thì ít nhưng chi tiêu vào cuộc sống thì nhiều. Tình cảm, chuyện tình cảm của tuổi Hợi trong năm 2021 vô cùng tốt đẹp, bạn có thể có một mối quan hệ mới hoặc tiến tới hôn nhân trong năm này. Sức khỏe tuổi Hợi trong năm 2021 nhìn chung là xấu, cần đề phòng bệnh tật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.